Mùa hè năm nay tới tương đối sớm này, mới tháng 4, giữa tháng 4 mà hoa bắt đầu nở, nắng ấm nữa. Rau cũng bắt đầu mọc lên luôn nè. Đây là rau thơm. Rau thơm cứ mỗi năm sẽ lên lại. Đây là mới rau thơm trồng ở phía sau vách nhà. Lên nhìn cũng khá tốt đây. Đây là một loại rau thơm mới. Rau này trông to, nhìn rất là ngon nhưng mà ăn thì không có thấy đặc biệt gì. Đây là những cái hoa dại. Cây này là cây lê đây. Lần trước quay là nó trụi lỗi mới có mọc ra, bây giờ bắt đầu có bông hết rồi nè. Hy vọng năm nay nó ra trái nhiều. Còn dưới kia là hoa mận. Đây là một dàn mận 4 cây tất cả, nhưng mà hình như là chỉ có 3 cây là có hoa tốt nhiều thôi, còn cây còn lại hình như nó bị hư hay sao rồi, thấy nó không có ra bông. Cây này là cái mận màu vàng, đây là mận màu màu đen, còn đây là mận màu cây này giống như mật cam vậy nè, cây này ăn ngọt hơn, hoa nhiều quá trời luôn, nhìn đẹp ghê luôn. Còn lại hoàn toàn không có một cái bông luôn, chủ lưỡi nhìn thấy tội nghiệp luôn. Còn những cây khác thì rất là nhiều bông. Hoa dại cũng rất là nhiều luôn. Đây là những bông hoa dại này, mà tím tím nhỏ nhỏ rất là đẹp luôn. Cây táo thì chậm hơn là cây mận một tí, chắc khoảng một tháng nữa mới bắt đầu ra hoa, hay là bắt đầu nở hoa đây. Xem thử nha, giờ mới một lá chưa thấy hoa rồi, nhưng mà cũng chuẩn bị nở hoa rồi. Cái nhánh chiết của cây táo nè, quên một loại hoa đặc biệt nữa, đó là hoa anh đào. Đây là cây hoa anh đào sắp nở hoa, năm nào cũng thấy nhiều nhiều vậy chứ mà ra hoa thì không có được nhiều lắm đâu, đá nhiều. Cái nở nụ quá trời nụ luôn, nhìn thấy đẹp quá nhưng mà hoa thì lại rất ít. Năm nay chắc anh đạt cho ra hoa sớm vì trời ấm quá.